không? Đâu? Mã này có to không? Cũng chưa to lắm. To vừa. Cái này to chưa? Cũng chưa to. Cái này gọi là máy máy nhỏ, hai cái máy nhỏ, bắp trưởng hai cái máy. Chưa to lắm. Đây ra con ra ra từ nơi chân gõ Bình Trăng phát này. Giờ đá Bình Trăng phát này có bằng gì? Nó có kêu. Bây giờ có đá cho nó có kêu quang phát không? Nó quang là đúng đấy. Hả? Ra nơi chân đá phát cho nó có quang không? Đơn giản mà. Chờ máy xúc màu xanh và máy xúc màu vàng, thế là mình chờ ở ba, thế là mình nhìn thấy mình có hai câu chuyện, thế là câu chuyện anh ơi có máy vàng nhưng nó đi về nhưng các bạn chờ các bạn về rồi nè. Các bạn chỉ có một bạn thôi. Ừ. Ra ra cái Bình Xăng này. Xe máy đâu? À, giờ gõ cái Bình Xăng thì nó có con kêu. Con nghe thấy tiếng xe máy đi đó. Máy cày. Đây là máy cày. Xe máy chạy ngoài đường chứ có chạy ở đây đâu. Bây giờ con gõ cho ông cái Bình Xăng này. Đấy, nên dép đá phát. Không đá cho nó kêu không? Đá cho nó có kêu không? Nên dép gõ phát rồi. Đấy. Đấy, giờ gõ phát. Ừ, đúng rồi. Hả? Đấy, kêu con rồi thế. Hả?